Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương vừa phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả Việt Nam VECEA tổ chức lễ trao giải, giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng năm 2023 và giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023. Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng. Lần này, 15 công trình thuộc hai hạng mục công trình xây mới và công trình cải tạo được lựa chọn trao giải giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023. Ngoài ra, 12 doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2023. Giải thưởng cũng vinh danh 25 cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng có thành tích xuất sắc và tốt trong công tác quản lý năng lượng tại doanh nghiệp.